vì sao Tổng Trọng và lãnh đạo Việt Nam đang rất lo ngại khi Tô Chủ tịch lên chức Tổng Bí thư. Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm đã bước vào các hoạt động chính thức trong vai trò nhân vật số 2 trong tứ trụ. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Bộ Công an, người sẽ thay thế cho ông Tô Lâm là ai, vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Theo giới quan sát quốc tế, ông Nguyễn Phú Trọng và số đông các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây hết sức ngần ngại trước viễn cảnh cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên chức Tổng Bí thư, vì họ sợ ông Tô Lâm có thể phá nát đảng. Tại sao họ lại nghĩ xấu cho tân Chủ tịch nước Tô Lâm đến như vậy là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Công luận thì cho rằng trong quá khứ, ông Tô Lâm có mối quan hệ khá thân thiết với cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ là ông Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Công an trước đây từng là thư ký riêng của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cố vấn an ninh và tôn giáo, một nhân vật thân cận với ông bà Dũng. Dường như sau Đại hội Đảng lần thứ 12, với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, ông Nguyễn Phú Trọng đã đảo ngược được tình thế để chiến thắng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đẩy ông bà Dũng về vườn để làm người tử tế. Kể từ đó, quyền lực của ông Tổng Trọng đã tăng lên nhanh chóng. Giới phân tích đánh giá, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ là cái bóng của Tổng Bí thư Trọng. Những gì ông Trọng nói, các ủy viên Trung ương xem như nghị quyết, và vấn đề gì ông Trọng viết thì họ cũng tuyên truyền, thổi phồng thành kim chỉ nam, giống như Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên vậy. Tất cả các đối thủ chính trị, vốn là đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần lượt bị đưa lên đoạn đầu đài. Điển hình là Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Nhưng trong cái rủi đó, Bộ trưởng Tô Lâm lại có cái may. Theo đó, để truy tố được Đinh La Thăng thì cần phải bắt được Trịnh Xuân Thanh. Song lúc đó, Trịnh Xuân Thanh đã nhanh chân cao chạy xa bay sang Berlin, thủ đô nước Đức để mà xin tị nạn chính trị. Lập tức Tô Lâm tình nguyện điệu Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để lấy lòng Tổng Trọng và đã thành công. Với chiến công oanh liệt này, Tô Lâm được Tổng Trọng tin dùng và nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của ông Trọng trong mọi công việc để mà trừng phạt các quan chức cấp dưới. Đó là lý do vì sao giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ đã nhận định như sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng, và có thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn là thể kiểm soát được quyền lực của Tô Đại tướng. Trong lúc có những đồn đoán cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những thỏa thuận ngầm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảm bảo sự an toàn cho ba Dũng sau khi nghỉ hưu. Việc hai cậu con trai của ba Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vẫn tiếp tục thăng tiến là một minh chứng cho điều vừa kể trên. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể khẳng định ông bà Dũng vô can trong cuộc chiến vương quyền ở thượng tầng vừa qua với sự nổi loạn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong vụ án Đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, là con trai tướng Hưởng bị truy tố và cáo buộc nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tới 5 triệu đô la. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy ông Tô Lâm, trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an, đã tham gia chỉ đạo để cơ quan điều tra của Bộ Công an làm sai lệch hồ sơ của vụ án nhằm chạy tội cho Đại tá Linh. Việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định trả lại hồ sơ của vụ án, yêu cầu Bộ Công an phải tiến hành điều tra lại theo yêu cầu từ Văn phòng Tổng Bí thư, đã cho thấy ông Trọng nắm rất chắc nội tình của Bộ Công an. Nhưng vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tô Lâm vẫn còn có giá trị sử dụng, nên sau khi hoàn tất hồ sơ, vụ án Nguyễn Duy Linh được đưa ra xét xử. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ, với số tiền chỉ còn có 500.000 đô la. Vào thời điểm đó, theo giới thạo tin, ông Tô Lâm đã giúp con trai của tướng Hưởng giảm bớt số tiền nhận hối lộ xuống chỉ còn có 10% để giảm nhẹ hình phạt tù. Quan trọng hơn, số tiền nhận hối lộ chênh lệch hơn 4 triệu đô la không bị thu hồi là một thắng lợi rất lớn. Với bản án 14 năm tù, Nguyễn Duy Linh sẽ thụ án khoảng nửa thời gian, tức là 7 năm, rồi sẽ ra tù với số tiền nhiều triệu đô la. Có lẽ là giấc mơ của không ít người. Cũng xin đừng quên, gần đây tướng Hưởng đã bị mạng xã hội cáo buộc là người đứng sau chỉ đạo sự nổi loạn của Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm trên danh nghĩa kế hoạch ván bài lật ngửa của Bộ Công an. Hay cuộc đảo chính
không tiếng súng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tổng Trọng và lãnh đạo Việt Nam rất lo ngại Tô Chủ tịch lên chức Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tương lai của Tô Chủ tịch sẽ ra sao trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14? Việc cựu Bộ trưởng Tô Lâm bị buộc phải rời khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực để mà ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, một vị trí có tiếng nhưng không có thực quyền trong tứ trụ. Theo giới phân tích quốc tế, nhiều khả năng có thể giúp Việt Nam trở lại ổn định hơn. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít ngày đã có những sự đảo chiều. Theo giới quan sát, có nhiều chỉ dấu cho thấy chính trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động lớn và mọi chuyện vẫn tiếp tục hỗn loạn cho đến khi tên của ứng viên kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức được công bố. Truyền thông quốc tế vẫn đánh giá cao về khả năng kế nhiệm của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với chức Tổng Bí thư nếu ông Trọng chịu rút lui. Nhưng truyền thông quốc tế cũng cho rằng Tô Lâm sẽ không còn dễ dàng như trước đây và ông sẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn đến từ một số đông các đối thủ chính trị vốn không hài lòng về ông. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Singapore trong một bài luận trên trang Forum cho rằng Đại tướng Tô Lâm là một ứng viên nổi bật cho vị trí người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tiếc rằng Việt Nam đến nay chưa có vị Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an. Hơn nữa, vẫn theo tiến sĩ Hiệp, ông Tô Lâm cũng có một số vụ bê bối mà các đối thủ và các phe cánh khác có thể dễ dàng khoét sâu vào, nhất là lực lượng quân đội. Trong khi đó, vào ngày 22 tháng 5, giáo sư Saray Abusha từ Hoa Kỳ nhận xét sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông Tô Lâm đã suy giảm quyền lực đáng kể và khó có thể hạ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, một đối thủ nặng ký. Quan trọng hơn, chiếc ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an đến nay vẫn chưa được quyết định một cách rõ ràng. Theo giới quan sát, việc Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ định nắm quyền điều hành Bộ Công an cũng chứa rất nhiều ẩn ý. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là em trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một cựu đối thủ của ông Tô Lâm trong Bộ Công an trước đây. Vốn dĩ ông Quang là một nhân vật không được lòng Tổng Trọng, tuy nhiên để kiềm chế và làm đối trọng với Tô Lâm, ông Tỏ vẫn được ông Trọng ưu ái cho ngồi vào vị trí Thứ trưởng Thường trực một cách đầy ẩn ý. Đó là lý do vì sao nhiều nhà quan sát chính trị trong nước và quốc tế đánh giá rằng sắp tới chính trường Việt Nam còn rất nhiều biến động, gây cấn hơn trước đây rất nhiều. Trong bài bình luận, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều biến động ở trận chung kết trao đổi với Đài Á Châu Tự Do. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Hoa Kỳ cho rằng nếu so sánh cuộc đua lên vị trí thượng tầng là chiếc ghế Tổng Bí thư như một giải đấu thì đã qua vòng bán kết và đang dần tới vào trận chung kết. Lúc này, vấn đề đang thu hút sự chú ý đó là ai sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Bộ trưởng Bộ Công an là đàn em của Tô Lâm thì ông vẫn sẽ nắm giữ được Bộ Công an trong tay, cộng với quyền lực của Chủ tịch nước. Với vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì ông Lâm sẽ vận dụng chính lời nói của ông Trọng về trách nhiệm của người đứng đầu để mau chóng đẩy ông Trọng ra đi trước cuối năm 2024. Bởi ông Tô Lâm không muốn đêm dài lắm mộng, chắc chắn một khi ông Trọng còn nắm giữ vị trí quyền lực nhất trong đảng thì ông sẽ không bao giờ muốn giới thiệu ông Tô Lâm làm người kế nhiệm mình cả. Kết quả tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã không thành công khi đề cử tới hai nhân vật thân cận của mình là ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Bởi Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vì thế, nếu tính toán hay đánh giá sai, dù chỉ là một ly có khi khả năng rất cao, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ bị các đồng chí của ông thẳng tay gạt ra khỏi cuộc đua tại đại hội lần thứ 14. Ông Chữ khẳng định như sau. Chỉ riêng ở cái công ty Xuân Cầu của anh trai nhà ông Tô Lâm cũng đủ để người ta đẩy ông xuống mò rồi. Trong khi đó, việc bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9 có thêm 2 tướng quân đội được kéo vào để cân bằng với thế lực bên công an.
Do đó, trong trường hợp phải sử dụng cái gọi là biểu quyết tập thể, thì khả năng cao ông Tô Lâm sẽ thua và đương nhiên ông phải ra đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tương lai của Tô Chủ tịch sẽ ra sao trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.